kho kho tộ cá cá fish kho tộ. Sau khi cậu phải trước hết phải rửa rửa cá với muối cho nó sạch, cho nó đừng có mùi hôi. Rửa bằng muối vậy, bóp bóp cho nó ra này. Tại sao phải rửa bằng muối? Muối cho nó sạch. Thường thường muối thì nó làm cho cá nó không có mùi hôi. Tí nữa thì người ta rửa bằng bằng gừng nữa, nhưng mà thôi nó ok rồi, rửa sạch sẽ rồi. Cũng quá sạch rồi. Xong rồi sao nữa? Để sau nữa. Để cho nó ráo nước. Để cho nó cá thiệt ráo nước. Để ráo nước xong cho con cá nó ráo rồi cây bắt đầu rắc muối lên ướp cá. Giờ để nó ráo chút đi. Còn hả, nếu muốn lẹ mình lấy đồ chậm đó. Lấy cái bát kia nè, sắp nó kia má đi. Nếu muốn lần chậm chậm cho rút trước. Sau khi nó khuôn xong, muốn cho đậm đà cặp lấy cái essence sauce này. Thì cặp làm vậy thì vậy đó, nó sẽ là cặp mới sắp cái cá vào. Cọc lên đấy á, rây rây đó, đừng có nhiều quá, sương sương vậy đó, sương sương vậy thôi đó, sương sương đó, đều đều hết, đừng có nhiều quá rồi ha, muốn nó sương sương vậy đó. Mình mới trả vào đây, không muối lắc nó nhẹ nhẹ vậy đó, chứ không không có nhiều quá nó sẽ mặn. Mình lấy cũng vậy, nhẹ 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 như này, mấy tay cầm muối không, rất xuống rất là nhẹ, chứ nó không có nhiều nha. Đó, giờ nó được rồi. Đây, không vậy thôi. Nhẹ nhẹ tay thôi. Chút chút nữa. Cái này đúng thật sự là để một tủ lạnh một đêm, để một đêm là nó thấm cái muối nó vô. Để một đêm là thấm muối vô sẽ xấu. Bây giờ tắt đi, tắt làm tiếp, phải không? Đúng rồi. Để một đêm. Rồi đừng quay máy làm gì đây. Rồi xong, bây giờ tắt đi.